Chào tất cả anh em nha. Bây giờ mình lên tiếp cây cu bông loại 2 phong cao mạ palladium phay sứ, tình trạng là hàng đã qua sử dụng nha. Có hộp còn qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp, rất là mới nha, khoảng tầm 98% 99%, không có chày xước gì hết á. Mặt sáng đẹp giống trầy luôn. Chỗ này có sức tơ chút xíu, chỗ này chỗ này nha, xíu đó thôi. Con này tiếng cũng lớn lắm nha. Hình ảnh chi tiết ra bài giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình nha. Rồi, mình kết thúc video đây, chào tạm biệt anh em.